Tụi mình đang không phải ở miền quê châu Âu với những thảm cỏ xanh trải dài, hay là Mông Cổ với những vùng thảo nguyên rộng lớn, càng không phải ở đất nước mặt trời mọc, mà tụi mình đang ở Đà Lạt thơ mộng, nơi có hồ Xuân Hương yên bình được ví như trái tim của thành phố và những chiều hoàng hôn lung linh trên những con đồi tuyệt đẹp. Trở lại Đà Lạt với chuyến đi đầu năm mới, tụi mình đã có dịp băng rừng, lội suối để tìm những vùng đất mới. Với một chuyến đi rất nhiều trải nghiệm, hòa mình với núi đồi thiên nhiên, hãy cùng với tụi mình tận hưởng kỳ nghỉ đầu năm ở thành phố Đà Lạt với sắc xuân tràn về. Hiện tại, gia đình mình đang ở Mongoland, một địa điểm du lịch rất nổi tiếng thời gian gần đây, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng hơn 15 km. Ở đây có trò chơi đường trượt phao rất được các bạn trẻ quan tâm. Ngoài ra còn có các trò chơi khác phù hợp với các em nhỏ hơn. Khu vực này có rất nhiều tiểu cảnh lớn nhỏ xoay quanh chủ đề nông trại châu Âu và vùng thảo nguyên ở Mông Cổ. Điểm mà mình thấy thích nhất là các khu vườn thú. Cách họ xây dựng khu này cũng rất hay, các bạn có thể vô tình gặp con dê như thế này, hoặc là như thế này khi dạo bước quanh khu vực này. Đây là địa điểm tham quan đầu tiên của tụi mình khi đến thành phố Đà Lạt. Tối hôm qua, mình đi xe giường nằm đến đây, khi trời còn sáng tinh mơ. Vừa check-in khách sạn xong là tụi mình thuê ngay một chiếc xe Honda để ăn sáng với tiết trời lạnh vào buổi sớm. Đoạn đường đến Mongoland có rất nhiều khúc uốn lượn, băng qua rừng thông nhìn rất đẹp. Vé vào khu du lịch rất phù hợp, 100.000 một người, có thêm một chai nước suối, được thoải mái tham quan cả khu vực này. Bé Tép nhà mình thì phải nói cực kỳ thích trải nghiệm cho thú ăn, cầm trên tay là nhúm cỏ, chạy vòng vòng, cho hết con này đến con khác ăn. Kỳ lắm. Khu vực này rộng và được bố trí rất nhiều tiểu cảnh cho các bạn thích sống ảo. Tuy khu này rộng nhưng trải dài trên một trục chính nên dễ dàng khám phá hết khu vực này. Những con chim trong đây rất dạng người, có thể ngồi thật gần để ngắm cũng như cho ăn. Ở đoạn cuối là lấy ý tưởng từ vùng thảo nguyên ở Mông Cổ. Các bạn có thể thuê đồ rồi chụp hình, nhìn là tưởng đang đi du lịch ở nơi xa không. Với số lượng cừu nhiều như thế này, chắc nuôi để lấy lông luôn chứ không phải chỉ phục vụ du lịch. Tép bóc cục đang đen hả? Cuối cùng là đường trượt phao, mọi người có thể trượt đôi, trượt ba hoặc trượt theo nhóm, tùy theo nhu cầu của mọi người. Tạm biệt khu du lịch nhiều thú vị, tụi mình về lại khách sạn nghỉ ngơi sau ngày dài di chuyển. Buổi tối đầu tiên chắc chắn là phải ăn món đồ nướng, như là bị ghiền tiếng xèo xèo như này. Xèo nè. Ngon không? Ngon không? Vô. Một. Tụi mình tiếp tục chạy giao quanh những con đường ở trung tâm thành phố, nhìn lại những góc quen, cũng đã một năm mới quay trở lại thành phố xinh đẹp này. Buổi tối là thời điểm thích hợp để chọn một góc yên bình, cảm nhận không khí và ánh đèn hắt xuống sáng cả lòng hồ. Hồ Xuân Hương giờ được lắp đặt rất nhiều khu vực để ngồi, được bố trí ven hồ và được đầu tư rất bài bản, nhìn rất hiện đại. Sáng ngày thứ hai ở Đà Lạt, tụi mình chọn được một quán xa thành phố,
lấy chủ đề từ đất nước mặt trời mọc với hồ cá koi, những ngôi nhà kiểu Nhật, và đặc biệt chỗ này cũng nổi tiếng với vườn bonsai lá kim lớn nhất khu vực. Ở đây cũng có dịch vụ cho thuê các trang phục kimono để phù hợp với chủ đề của quán. Các lối đi nối liền các khu vực với nhau được trồng rất nhiều các loại hoa. Có nhiều tiểu cảnh nhỏ cũng được đầu tư và trau chuốt rất nhiều. Cá koi thì con nào con nấy rất to, được chăm sóc cẩn thận. Tụi mình dành cả một buổi sáng ở đây để vui đùa bên nhau và tận hưởng bầu không khí an nhiên và thư thái. Chiều đến là thời điểm thích hợp để đi ngắm hoàng hôn. Tụi mình chọn đến một địa điểm cũng đang được nhiều người lựa chọn. Chỗ này phải nói là quá đẹp, thích hợp cho mọi lứa tuổi vì vừa có thể chiêu, vừa có trò chơi cho các bé và cho cả người lớn. Các bạn nên đến sớm một xíu để chọn cho mình một chỗ ngồi đẹp. Kinh nghiệm của tụi mình là cứ đi thẳng xuống dưới ở khu vực các ghế lười sẽ dễ kiếm được chỗ hơn. Ngắm xong hoàng hôn là đến lúc các nhà đèn bắt đầu sáng dần, cũng đẹp lắm nha. Trên khu vực chính của quán bắt đầu lên đèn, bật những bài nhạc thật chill. Giữa tiết trời lạnh, mấy bạn mà còn đang hẹn hò thì chắc chắn phải đến đây một lần. Tí ta ra bắt tép nè. Tụi mình về lại trung tâm thành phố để ăn tối và đi đến quảng trường Lâm Viên để vui chơi. Quảng trường rất nhộn nhịp và có rất nhiều hoạt động. Chỗ này còn được biết đến như là biểu tượng của thành phố Đà Lạt, với thiết kế nổi tiếng là bông hoa giả quỳ khổng lồ và nụ hoa artiso bằng kính, nhiều màu sắc. Ôi, học ai nhảy dữ rồi. Buổi sáng ngày cuối cùng ở Đà Lạt, tụi mình đi chụp hình ở hồ Xuân Hương, với cầu chữ Y được xem như một nét đặc trưng quanh hồ. Những cầu này giờ được tu sửa khang trang hơn, an toàn hơn, nhưng mình vẫn thích nét thanh mảnh, dịu nhẹ của những cây cầu cũ. Tụi mình sẽ tiếp tục đi đến một địa điểm du lịch mà phong cảnh ở đây được ví như là ở châu Âu. Đi Đà Lạt thì các bạn cũng đừng nên tin vào Google Map giống như gia đình mình. Tụi mình đi theo mà bị lạc vào một con đường nhỏ, gồ ghề và không có một bóng người. Nhiều lúc tụi mình cũng đắn đo không biết là nên quay lại hay tiếp tục. Đi được một đoạn thì tụi mình cũng thấy thích thích vì đã bao lâu rồi chưa được trải nghiệm rừng núi như vậy. Tết đợt này về thông quá trời luôn ha. Cho ba trái thông đi. Không có thấy trái thông lần đầu đúng không? Có nhiều đoạn mà bạn phải xuống xe đi bộ vì đường rất hẹp và dốc. Cuối cùng thì tụi mình cũng đã đến khu du lịch Hoa Trong Rừng. Khu này lọt thỏm giữa núi rừng như tách biệt với bên ngoài. Mình nghe nói là rộng đến 60 hectare. Đến đây thì mình thật sự bất ngờ vì không ngờ Đà Lạt còn có một thung lũng đẹp và ngập tràn sắc hoa đến vậy. Địa điểm này cũng được nhiều nghệ sĩ chọn quay MV, chụp những bộ ảnh để đời ở đây. Ước tép ơi, cái đó xịt đó. Các bạn cũng không cần phải lo lắng vì ở đây đã có sẵn đồ ăn, thức uống. Các công trình được thiết kế hài hòa để phù hợp với quang cảnh và không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tụi mình thì mê nhất là thảm cỏ xanh trải dài nằm ở vị trí trung tâm của khu vực. Chụp một tấm hình ở đây rồi nói đang ở châu Âu chắc là mọi người tin luôn.
Mình thì thấy địa điểm này phù hợp với mọi lứa tuổi. Các gia đình đông người thì có để làm luôn một chuyến picnic ở đây. Lúc đi về thì tụi mình chọn một con đường khác dễ đi hơn. Mình nghĩ xe hơi cũng có thể vào được, nên các bạn cũng đừng lo lắng khi quyết định đi đến khu vực này để tham quan. Ở bờ hồ giờ có thêm nhạc nước và buổi tối, nhìn các bạn khách nước ngoài nhảy vui quá vui luôn. Buổi tối cuối cùng, tụi mình sẽ tham quan chợ Đà Lạt để mua quà cho gia đình, mua những món đồ lưu niệm cực kỳ xinh xắn và trải nghiệm những món ăn đường phố. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những chuyến đi khác của Tep Family. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và một subscribe luôn nha.